Hi cả nhà, mình là Anton Nguyễn với EXP Realty và hôm nay mình sẽ mang mọi người tới một dự án mới nhất. Đây là nhà mẫu ở dưới Surrey, nhưng mà cái location của dự án này là sẽ nằm ở Langley. Đi vào xem nè. Hôm nay mình muốn dắt mọi người đi xem một dự án mới nhất ở ngay trung tâm ở Langley Willoughby. Đây là một dự án tên là Azure Grove với chủ đầu tư là ML Emporia. Thì chủ đầu tư này mình đã từng làm việc rồi và cũng đã xây vài dự án, cũng đã có tên tuổi. Một dự án trước đây mình đã làm việc với họ là Sequoia ở dưới Surrey. Và có một dự án trước đó nữa là Aristotle ở Langley, cũng gần ngay, địa điểm gần ở ngay Langley này luôn và cũng rất thành công. Thì đây là một dự án mới họ chuẩn bị để bán. Thì mình đã từng làm việc với chủ đầu tư này rồi thì mình sẽ được những ưu đãi tốt đẹp nhất, những unit đẹp nhất và giá đẹp nhất cho anh chị em nào mà có nhu cầu. Thì đây, Anton sẽ mang mọi người tới cái vị trí location và cái site location ở đây. Họ sẽ xây là ngay đường 200 với lại 84. Thì chỉ cách highway này là chỉ có 2 phút lái xe. Ở trên này là cái phía Walnut Grove là cũng những người dân và những cái plaza làm việc ở đây họ ở. Thì nói chung là ở ngay đây sẽ có một cái trạm Central Bus Station để họ đi tới đi lui. Thì cũng chỉ có đi bộ vài phút tới thôi. Cái đường 200 này sẽ lái xe khoảng 10 phút xuống downtown center. Thì mai mốt đây là họ sẽ xây một cái Future Skytrain ở ngay Langley Station. Thì ngay đây là một cái trung tâm mà đang phát triển mạnh nhất ở ngoài Langley. Rất là nhiều người chủ đầu tư đã mua và đang xây ở ngoài đây. Chính vì đó Anton cũng đã 2 năm trước cũng đã mua một căn unit ở ngoài đây và cũng sẽ chuẩn bị lấy nhà khoảng mùa hè cho tới mùa thu tháng này. Đây là một vị trí rất đẹp vì có rất là nhiều người trẻ, người upper class và người dân có tiền họ mua đầu tư hoặc là mua first time home buyer. Vì lý do đó thì với cái giá khởi điểm của cái chủ đầu tư này và dự án này, họ sẽ kêu mời là khoảng 299.900 cho một studio. Cộng thêm đó là 1, 2, 3 bedroom sẽ có đầy đủ parking và mỗi một unit nào cũng sẽ có AC hết. Tòa nhà đầu tiên này tên là Azure Grove. Và Azure và cái tòa nhà thứ hai tên là Grove. Hai tòa nhà này là tổng cộng lại có 273 unit gồm với studio 1, 2 và 3 bedroom. Thì đây là mình sẽ thấy những cái kiểu cách, những cái kiểu cọ mà họ xây dựng architectural. Thì nó có một cái gọi là contemporary west coast. Thì mình thấy cái kiến trúc của những cái tòa nhà họ đang xây rất là đẹp. Hơn nữa thì đây là cái tòa nhà đầu tiên, họ sẽ có hai lối đi main entrance, một lối ở đây và một lối bên kia. Hơn nữa cái tòa nhà đầu tiên này thì họ sẽ có là cái fitness room, gym, họ sẽ có games room cho trẻ em, họ sẽ có yoga room và sẽ có thêm những cái business lounge và phòng formal dining room. Cái tòa nhà thứ hai thì sẽ có một cái entrance chính là ở đây và một cái entrance thứ hai là nằm ở bên phía bên này. Thì cái building này cũng cùng bán chung với lại hai cái building này. Thì ở đây cái building này cũng có những cái amenity của họ, thì họ sẽ có là cái business lounge và cái co-working lounge. Thì hai cái building này sẽ hoàn thành là cuối 2027 và hơn nữa là chỉ có 15% deposit trải dài qua 18 tháng, đó là 5% đầu tiên, 2.5 và 2.5 và 5% cuối. Thì hơn nữa cái dự án này họ sẽ bắt đầu với giá là 299.000 với studio 410 mấy giá khởi điểm cho một bedroom và 560 mấy cho junior 2 bedroom với giá khoảng 580 mấy ngàn cho regular 2 bedroom và 730.000 giá khởi điểm cho 3 bedroom. Thì nếu mà ai có nhu cầu thì xin hãy liên lạc với Anton nhé để biết thêm chi tiết. Bây giờ mình sẽ mang mọi người đi xem một tí về cái nhà mẫu ở đây cho mọi người xem. Thì đây là cái kitchen của họ. Đây là một cái nhà mẫu thì mình sẽ thấy ở đây họ có hai cái tông màu cũng rất là đẹp. Đây là cái counter và cũng dùng hiệu appliance là Samsung hết nhé. Những cái tủ ở đây là mình thấy ở đây là đều có trong nhà lúc mà mình khi mà mua. Và hơn nữa cái ceiling ở đây là 9 foot cho nên có đầy đủ. Tủ lạnh ở đây thì mình cũng thấy cũng khá là rộng và to. Tủ soft close opening cũng rất đẹp. Hơn nữa
Thì bây giờ anh chị em mà đang có nhu cầu muốn mua thì hiện tại họ đang cho là free AC upgrade và một parking với all the homes beside studio là không có thôi. Đây là hai cái gam màu mà mình thấy trong cái washroom của họ, một cái là gam màu lợt và một cái là gam màu đậm hơn một tí để cho mình lựa. Qua bên này cũng là một cái bộ kitchen là mình thấy full size appliances cho mỗi căn hộ luôn. Đây là full size appliance 30 inch và họ sẽ dùng là electric cooktop. Những anh chị em nào mà thích nấu đồ ăn thì đây là mình sẽ thấy một cái full size hood fan giống như kiểu commercial để mình dễ tiện nấu đồ ăn, và những cái backsplash và những cái tủ ở đây họ sẽ xây rất là chi tiết và rất là đẹp. Cảm ơn để cho mình show mọi người. Thì nếu mà một lần nữa anh chị em nào mà có nhu cầu muốn mua đầu tư thì xin hãy liên lạc liền với Anton, vì mình đã từng làm việc với chủ đầu tư này rồi và mình sẽ cho mọi người được ưu tiên vào trước để mà lựa những căn hộ đẹp nhất và những giá đẹp nhất.